Xin chào anh em nhé, chào mừng anh em quay trở lại kênh YouTube của em Tuấn Hải Dương ạ. Hôm nay thì em Tuấn Hải Dương tiếp tục test cho anh em một con bồi gần 2 tuần đồng, cực kỳ ok luôn cho anh em. Màu gần cui luôn anh em nhé, màu khá là ngắn luôn. Con này thì kiểu dạng là mình củ đậu anh em ạ. Con chim rất là lực anh em nhé. Lết thì nó là lết cánh ruồi, chém cánh như máy luôn, lết cầu cánh mỏ cực kỳ đều luôn anh em ạ. Con chim này thì cực kỳ linh hoạt luôn anh em ơi. Hai chân gần như song song luôn mà nó rất là thoáng chim anh em ạ, cao cầu. Chơi là chơi cánh ruồi luôn, những con chơi cánh ruồi thì chơi cực kỳ bền luôn anh em ạ. Còn những con chơi cánh ruồi anh em để ý, những con nào mà dãi giết hoặc cả đi thi giết các thứ ấy, chơi cánh ruồi thì nó là một cái rất là một cái lợi thế, vì lúc nào nó sẽ có thái độ thi đấu anh em nhé. Vì cái lúc nào nó có cánh ruồi nên là lúc nào cũng có thái độ thi đấu, nên không bao giờ bị sợ nhất là bỏ thái độ thi đấu này kia anh em ạ. Nên là anh em cũng rất hay chọn những con chơi nết cánh ruồi, anh em chơi đấy con này nhá, càng chơi càng hăng luôn anh em ạ. Con chim rất là dữ luôn, con này chính xác nhất là được gần 2 tuần đồng anh em ạ. Màu khá là ngắn luôn anh em ạ, đấy, rất là dữ. Con chim này da giọng rất là gắt mà cánh nó chớp liên tục luôn anh em ạ. Nói chung là tất cả con bồi tuyển cho anh em thì phí rất là yêu thương rồi, và con này cũng test rất là cụ thể cho anh em, clip dài cho anh em xem thoải mái anh em ạ, chứ không phải là clip một hai chục giây đâu anh em ạ. Nên là anh em nuôi gột thì cực kỳ phê anh em ơi. Con mình củ đậu này, xong lại cánh ruồi nữa anh em ạ, già cánh cực kỳ nhanh luôn anh em ạ. Anh em nào yêu thích cái lết này thì ở em Tuấn Hải Dương nhá. Thật sự em Tuấn cũng xin lỗi tất cả anh em đam mê trên kênh nhé, đã theo dõi em Tuấn Hải Dương. Thì hôm nay thì em có việc bận, hôm nay và mai em có việc bận nên là em không lên sóng cái mini game cho anh em được. Nên là em xin phép anh em là hoãn lại đến ngày mùng 10 nhé. Mùng 10 em sẽ lên sóng mini game cho anh em, bù lại cho anh em ạ. Thì hôm nhà em có việc nên là em không thể chuẩn bị để lên sóng cái mini game cho anh em được, chỉnh chu được anh em nhé. Nên anh em thông cảm ạ. Mini game của em Tuấn sẽ cố định ngày vào ngày mùng 10 này anh em nhé, không chắc chắn nó không thay đổi đâu anh em ạ. Anh em nhớ ấn đăng ký kênh và ấn like video để cập nhật và theo dõi hàng ngày anh em nhé. Em Tuấn rất xin lỗi anh em ạ, chân thành xin lỗi anh em vì đã không nên đúng lịch đời anh em ạ. Chuẩn là ngày mùng 10 thì hôm nay và mai nhà em có việc đột xuất nên anh em thông cảm nhé. Còn con bổi này thì em Tuấn Hải Dương chia lại cho anh em với giá là 1.650 anh em nhé. Anh em nào yêu thích một con nết cánh ruồi mà cực lanh chim thì yêu cứ ở em Tuấn Hải Dương nhá. Hàng tất cả thì bổi đi em Tuấn đều bao cho anh em, chuẩn bổi già rừng và không phải chim AV anh em nhé. Con nào mà tuyển AV thì em báo AV, còn con nào là bổi là em nói là bổi anh em nhé. Nhiều anh em cứ vào bình luận là con bổi 10 ngày lồng nhảy đâm thúc mặt, sao con này lại chơi như này. Thật sự thì nó là phải có kinh nghiệm và trải nghiệm thì anh em mới tuyển được những con chim bổi nó ok được anh em ạ. Và tuyển những tầm 10 con thì may ra nó chỉ được 2-3 con nó chơi được như này thôi anh em nhá, chứ không phải là 10 con tuyển mà được cả 10 đâu anh em ạ, không có đâu anh em nhá. Nên là tất cả em Tuấn bổi em Tuấn tuyển chọn thì đều theo cái kinh nghiệm của em Tuấn này và những cái tiêu chuẩn của em Tuấn, thì rồi em Tuấn lại test kỹ luôn những con chim đấy này, thì mới chia lại cho anh em, chứ không phải là cứ đơn giản là bắt những con bóng bộ đẹp về chia lại cho anh em đâu anh em ơi nhé. Những con đấy về anh em nuôi gột thì mất rất là mất thời gian, và quan trọng là nó không chơi được anh em ạ. Những con tép như này rồi thì anh em hoàn toàn yên tâm để nuôi gột. Thế mấy ông không biết gì thì cứ vào bình luận bảo là 10 ngày lồng nó nhảy còn toát mặt thì sao mà chơi được như này. Thật sự thì người ta không có kinh nghiệm, những người không có kinh nghiệm nuôi bổi thì người ta mới nói vậy thôi anh em ạ. Con bổi hàng già rừng thì nó mới chơi được như này anh em nhé. Còn những cái con mà lon mùa cái thứ thì chắc chắn không bao giờ chơi được như này. Em Tuấn khẳng định cho anh em là những con bổi lon mùa không bao giờ chơi được như này, toàn những con già rừng thì nó mới chơi được như này thôi anh em ạ. Rất là ok cho anh em nhé. Anh em nhớ ấn theo dõi để cập nhật mini game ngày mùng 10 anh em nhé.